Con tên Lý Hùng, nghe con nghe Đức Phật tiên thuyết trong Kinh Địa Tạng dẫn nói về những sự không thể nghĩ bằng của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lần một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng, đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn giác khuyến dụ, khiến cho hết thảy chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hào làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, là con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là hồng phu ngu si vô tri, nghiệp chướng sao nạn, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mòn, mọi nghiệp chướng thay đều tiêu trừ, bao đọt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đen. Việt dịch: Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Hòa thượng Thích Chí Thoát Tụng. Lại đấng tam giới, con nay quy mạo mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa Tạng, trên đền muôn ân nạn, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phỏng Bồ Đề tâm, đem một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thần thông trên cung trời đau lợi, phẩm thứ nhất. Phật hiện thần thông có nghĩa như thế này: một thở nọ tại cung trời Đao Lợi, Phật vì thánh mão mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện sức oai đức trí huệ thần thông chẳng hề nghĩ bàn. Để điều phục chúng sanh, con cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thì giả kính tham Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn, như là vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại bát nhã, vừng mây sáng rỡ đại tam muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vừng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mai sấm, tiếng mai sấm lớn. Trời rồng hồi hộp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếp vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hằng trời, rồng, quỷ, thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương Tây, phương Khót cùng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đao Xuất Đà, trời Hòa Lạc, Hóa Lạc, trời Tha Hóa, trời Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiền Hiện, trời Sát Cất Cứu Cánh, trời Mây Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ,
Tất cả thiên chúng, long chúng cùng có chúng quỷ thần đều đến hồi hộp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như là thần biển, thần sông, thần rạch, thần cai, thần núi, thần đất, thần sông Tràm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hồi hộp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như Ác Mục quỷ vương, Đạm Huyết quỷ vương, Đạm Kinh Khí quỷ vương, Đạm Thai Noãn quỷ vương, Hành Bệnh quỷ vương, Nhiếp Độc quỷ vương, Từ Tâm quỷ vương, Phước Lợi quỷ vương, Đại Ái Kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hồi hộp. Đức Phật phát khởi: Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời trồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hồi hộp tại cung trời Đo Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con có thể để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đấy, ta cũng dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết số thánh phàm này đều của đại Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lao xa đến nay, hoặc đã độ, đường độ, chưa độ, chưa thành tựu và đương thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lao xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hằng tiểu quả thanh văn, trời trồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, vào nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, vào cho có lại văn đi nữa cũng chưa khỏi hỷ bón cuối đất. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì, mà thành tựu được như không thể nghĩ bằng như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cây, cỏ, lùm, rừng, lúa mạ, mè, tre, lao, đá, núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên tại Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hàn, rồi cứ số cát trong sông một sông Hàn, một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi đó nhỏ chứa trong một kiếp đều làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị Thập Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lao hơn số tỷ dụ ở trên, cũng là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có quân thị non, người thiện nữ nào danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đáp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thiết bất khả thuyết kiếp lao xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Hạnh Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua một thời gian lao xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tốt tộc số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà dẫn bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ngày lập nguyện đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ cứu mẹ, lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước,
Lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ái thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời trú phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng nằm, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người cứ tin mê tín mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo, thuở ái mặc vào thánh nữ, đem nhiều phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hào làm cho bà mẹ người tham chính kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao la bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào chợ vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp gái mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bằng bắn nhà đất sắm nhiều phương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa pháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương 100 lần, sanh lên cõi trời Đau Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đáp vẻ oai dũng đủ các tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng tín ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh chốn nơi nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ nhìn chằm hình tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đừng khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái lại: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của con như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, con biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thoát sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng báo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương xót mẹ, nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nay ta đến chi bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương, những người đứng bên vội vàng đỡ lấy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: quý xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thoát sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thoát sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hạt nhiều tai, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đào, răng nanh, chỉ ra ngoài miệng bán nhọn đường gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp lại đào chân người tội, lại hình trọn muôn thứ, chẳng dám nhìn lao. Khi ái thánh nữ nhờ những xuất niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu khiêm tiếp hỏi thánh nữ rằng: hai thai Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ái có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc nói đáp rằng: nếu không phải xuất oai thần, càng phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng gót thối dữ? Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ ác tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hào cứ vác khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả.
Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ mà đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lâu qua biển này. Cách biển này 10 bun do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ đó còn trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là 3 cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi lại hỏi quỷ vương Vô Đập rằng: địa ngục ở đâu? Vô Đập đáp rằng: trong 3 cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến 1000 trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, giàu khuất không bao lao mà chưa rõ đọa vào nơi đâu. Vô Đập hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đế Lợi. Vô Đập chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về, trái đêm lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tự nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đã thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng đạt thoát sanh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ đương chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bằng đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Xứ Lợi rằng: quỷ vương Vô Đập trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.